Tuấn Nam xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn thì ở video ngày hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết giữa hai phiên bản Honda Way RSFI của năm 2022 với màu sắc xanh dương các bạn đang theo dõi phía bên tay phải màn hình. Còn phía bên đây là phiên bản màu xanh dương đậm mới trên mẫu xe Rig của năm 2023. Về cơ bản thì Top 5 thấy rằng phiên bản của năm 2023 phong cách hơn, ấn tượng hơn và thể thao hơn với màu sắc xanh dương đậm mới, đi kèm với đó là bộ tem ấn tượng và phong cách. Còn các bạn như thế nào? Các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét các bạn nha. Tuy nhiên thì phiên bản cũ năm 2022 với màu sắc xanh dương này đang có mức giá bán lại cao hơn so với phiên bản của năm 2023. Tại vì mẫu xe này không còn sản xuất nữa và màu sắc này số lượng hàng về rất hạn chế. Trước khi mẫu xe phiên bản năm 2023 ra mắt thì phiên bản này đã có mức giá bán là cao nhất rồi các bạn nha. Một chút nữa thì mình sẽ báo giá cụ thể gửi tới các bạn để các bạn có thể tham khảo thông qua video này. Cả hai phiên bản đều được lên từ phiên bản phanh đĩa, vành đúc, có logo RSX được in nổi 3D, sơn màu đỏ, cùng với đó ngàm phanh phía trước và giảm sóc phía sau cũng được sơn màu đỏ luôn để tạo điểm nhấn cho phiên bản cao cấp nhất này. Các bạn có thể theo dõi một chút ở phần đuôi xe cho mình luôn. Với việc tích hợp đèn xi nhan cùng với phần đèn hậu của xe để tạo ra cái sự gọn gàng cho mẫu xe ở đây. Mặt đồng hồ trên cả hai mẫu xe cũng tương tự giống nhau, thiết kế dạng analog, chứa đựng đầy đủ các thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát. Các nút chức năng phím bấm trên xe cũng tương tự, loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha và hệ thống chìa khóa 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Hiện tại khối lượng bản thân của xe trên phiên bản cao nhất này là 99kg, hệ thống phanh đĩa vành đúc, còn phiên bản phanh cơ vành nan chỉ 98kg mà thôi. Kích thước là tương tự giống nhau trên cả hai phiên bản. Độ cao yên xe 760mm, khoảng sáng gầm xe 135mm các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi chi tiết phiên bản của năm 2023 với cái logo Sport này được làm bằng màu trắng. Nhìn rất đẹp luôn, nó rất ấn tượng và nổi lên rất nhiều trên cái nền màu xanh dương đậm và màu đen của mẫu xe phiên bản mới lần này. Mức tiêu hao nhiên liệu trên mẫu xe này là 1,7 lít trên 100km các bạn nha. Với tem dán năng lượng các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Thiết kế cũng rất ấn tượng, nhìn thoáng qua rất giống với mẫu xe Honda Winner V1 trước đây. Rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cũng tương tự như vậy. Giảm sóc phía trước dạng ống lồng giảm chấn thủy lực, giảm sóc phía sau lò cho trụ nha, giảm chấn thủy lực. Đi kèm với đó là rất nhiều những tính năng trang thiết bị tiện ích này. Đặc biệt là khối động cơ của xe 109,2cc sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 6,46 kW tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 8,7 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Tỷ số nén là 9,3:1 và mẫu xe này mình khuyên các bạn nên sử dụng xăng A92 với nhiên liệu là phù hợp cho cái mẫu xe RSX của năm 2022 và năm 2023 ở đây rồi. Và tiếp theo thì để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn, mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu với mức giá bán cụ thể như sau. Phiên bản là của năm 2023 các bạn đang theo dõi trên màn hình thì mình sẽ báo giá lần lượt các bạn nha. Năm 2023 mẫu xe RSX phiên bản phanh cơ vành nan hoa giá bán hiện tại đã giảm đi rồi, 23.500.000 đồng. Trước đây khi mới về là 23.800.000, nay chỉ còn 23.500.000. Phiên bản phanh đĩa vành nan hoa là 24.500.000. Phiên bản phanh đĩa vành đúc như các bạn đang theo dõi trên màn hình nay chỉ còn giá là 26.800.000 đồng mà thôi. Trong khi đó phiên bản mới nhất của năm 2022 các bạn nha thì được bán với mức giá bán cụ thể như sau. 23.200.000 đồng cho phiên bản phanh cơ vành nan. Phanh đĩa vành nan là 24.200.000 đồng đến 24.800.000 đồng. Cho từng màu sắc, màu bóng sẽ có giá bán 24.200.000, còn màu nhám sẽ có giá bán là 24.800.000. Trong khi đó phiên bản phanh đĩa vành đúc có mức giá bán riêng biệt khác nhau, dao động trong khoảng tầm từ 25.800.000 cho những phiên bản màu bóng. Màu nhám là 26.500.000 và riêng phiên bản màu xanh dương các bạn đang theo dõi trên màn hình đang được bán với giá là 27.600.000 đồng, cao nhất luôn. Đấy như mình đã giới thiệu gửi đến các bạn rồi. Mức giá bán này đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Mình báo tại xe máy Lai Châu các bạn nha, với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu
Với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý của đại lý với số điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể về hai mẫu xe ở đây cũng như các mẫu xe khác hiện nay đang được bày bán. Mình nghĩ rằng với mức giá bán hiện tại dành cho mẫu xe RSX với phiên bản của năm 2023 là rất phù hợp rồi. Đây là một dòng xe mới, giá bán đã giảm đi chút ít trong thời điểm cuối tháng 12 của năm 2023 này. Còn phiên bản của năm 2022 do lượng hàng về hạn chế và các màu sắc ấy gần như là không còn sản xuất nữa rồi. Đặc biệt là một số những cái màu sắc như màu xanh dương này các bạn đang theo dõi không còn sản xuất nữa. Nên giá bán của nó mới cao đến như vậy. Với anh em nào thích hoàn toàn có thể lựa chọn. Lượng hàng vẫn đang có để các bạn có thể có cho mình những sự lựa chọn trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Toàn bộ mức giá bán mình đã báo đến các bạn ấy là đã bao gồm thuế VAT, cam kết gửi đến các bạn như vậy. Và khi các bạn mua mẫu xe ở đây sẽ nhận được những món quà tặng hấp dẫn đến từ trung tâm xe máy Xin ở Đài Châu. Hoặc các bạn có thể nhận được những món quà tặng như phiếu bốc thăm trúng thưởng đến từ công ty Honda Việt Nam. May mắn sẽ trúng được chiếc xe Honda SH350i hoặc chiếc xe Honda Vision 110. Với rất nhiều những món quà tặng ưu đãi hấp dẫn trong thời điểm mà cận kề Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán của năm 2023 rồi các bạn nha. Có thể thấy rằng cái phiên bản màu sắc mới của năm 2023 kể cả phiên bản màu đen nhám ấy, với tem màu vàng đồng là hai màu sắc đẹp nhất của năm 2023 trên mẫu xe này. Mình rất thích phiên bản màu xanh dương đậm này. Các bạn như thế nào các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét các bạn nha. Bản thân mình thì thấy rằng đây là một sự lựa chọn hàng đầu trong cái phân khúc xe số phổ thông tại thị trường Việt Nam chúng ta. Với khối động cơ chỉ 110 phân khối thôi nhưng sản sinh ra công suất lớn hơn rất nhiều so với mẫu xe Honda Grandpa cũng như mẫu xe Honda Blade, lại đưa ra mức tiêu hao nhiên liệu ít hơn so với hai mẫu xe đó, chỉ 1,7 lít trên 100 km, trong khi đó Grandpa 1,9 lít trên 100 km các bạn nha. Đấy, mình có thể nói thêm như vậy, với hệ thống phun xăng điện tử FI, cùng với đó là rất nhiều những tính năng trang thiết bị tiện ích, đặc biệt là hệ thống chìa khóa 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Và đó là một số những thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này. Rồi, các đón gió này của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.